Vì sao dòng son lì chót u mạ vàng 14K nhận điểm 10 hoàn hảo từ các beauty blogger khó tính nhất? Mỗi cây son chót u là một công trình nghiên cứu và thử nghiệm cẩn thận, đạt tiêu chuẩn khắt khe của thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Dòng son lì mạ vàng 14K Premium Matte 14K Gold Edition là bộ sưu tập son mới nhất của chót u với sự cải tiến toàn bộ từ vỏ son mạ vàng 14K, thiết kế son nút bấm thông minh, chất son lì mịn màng và cả bảng màu thời thượng, đã khiến mọi cô gái đều bị chinh phục ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường và nhận điểm 10 hoàn hảo từ các beauty blogger khó tính hàng đầu. Thiết kế nút bấm thông minh và lớp vỏ mạ vàng 14K chinh phục người dùng từ cái nhìn đầu tiên. Điểm nổi bật của cây son là lớp vỏ mạ vàng 14K lấp lánh, ẩn trong nắp son đen lì thanh lịch với dòng chữ chót u được mạ vàng tỉ mỉ. Trong hộp son còn có giấy chứng nhận mạ vàng 14K từ nhà sản xuất tạo cảm giác cây son như một món phụ kiện dát vàng đắt giá. Khác với các thiết kế son thông thường, sử dụng nắp bấm, vặn hai nam châm, son chót u Premium Matte 14K Gold Edition được thiết kế có nút ấn thông minh trên đầu thỏi son. Khi nhấn nút này, thỏi son sẽ bật ra vô cùng tiện lợi. Chất son của chót u 14K Gold Edition thế nào? Sau khi ấn tượng với vỏ ngoài cuốn hút, các cô nàng sẽ thật sự bị chinh phục bởi chất son được cải tiến vượt trội của bộ sưu tập son này của chót u. Chất son thuộc dòng sơ mi mát lên chuẩn màu từ lần chạm đầu tiên trên môi, bền màu tới 5 tiếng mà vẫn giữ cho môi mềm mại, mịn màng, khắc phục được tình trạng môi khô nứt nẻ, lộ rãnh môi của những dòng son lì thông thường. Với ưu điểm lên màu chuẩn, sẽ giúp tiết kiệm son khi không cần giảm son nhiều lần, và đảm bảo cho môi luôn nhẹ, thoáng không có cảm giác nặng môi. Bí bách do son bết trên môi. Thành phần của son lì chót u Premium Matte 14K Gold Edition có gì? Một số thành phần từ thiên nhiên nổi bật trong son chót u mạ vàng phải kể đến là bơ hạt mỡ, cung cấp độ ẩm, giúp môi luôn mềm và mịn màng, dầu hạt lá hương thảo, tạo nên chất son mỏng nhẹ, chuẩn màu và không làm lộ vân môi. Lưu ý khi sử dụng son, các bạn môi khô có thể đánh một lớp son dưỡng mỏng trước khi dùng son màu để môi luôn mịn màng. Để tạo hiệu ứng căng mọng có thể sử dụng một lớp son dưỡng, son bóng sau khi dùng son màu. Bí quyết son lì và bám trên môi lâu hơn, có thể phủ một lớp phấn phủ mỏng qua một lớp giấy ăn lên môi sau khi đánh son, hoặc bạm son vào giấy ăn và đánh lại son khoảng 2 lần. Bảo quản son ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Màu son lên môi của mỗi người có thể khác nhau do sắc tố môi, nhiệt độ môi. Hãy cân nhắc màu son phù hợp với tone da của mình. Nên tẩy da chết 1-2 lần tuần để môi luôn mịn màng, không bong chóc. Pinko đánh giá sản phẩm. Ưu điểm: son lên chuẩn màu từ những lớp son đầu tiên. Màu son phong phú, dễ sử dụng, thời thượng, thiết kế nút bấm lạ và thông minh, chất son mịn màng, không bột, không gây khô môi, bám màu tốt từ 3 đến 5 tiếng. Nhược điểm, son không lì hoàn toàn nên vẫn sẽ gây dây son khi chạm vào quần áo, miệng cốc khi uống nước, khi ăn uống có thể son sẽ bị trôi nhiều. Sau khoảng thời gian 4-5 tiếng son dễ bị sẽ khô lại và đóng vảy màu trên môi. Vài nét về thương hiệu chót u. Chót u là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, được phát triển và nghiên cứu bởi công ty Beleco. Mọi sản phẩm của chót u đều được chọn lọc kỹ càng từ khâu chọn nguyên liệu, cùng với đó là công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất, đạt yêu cầu về độ an toàn và được cấp phép lưu hành tại Hàn Quốc. Tới nay, chót u cũng đã quen thuộc hơn trong mắt các cô nàng không chỉ bởi những sản phẩm chất lượng cao cấp với mức giá bình dân, mà còn vì mỗi bộ sưu tập son ra mắt là một lần tạo nên cơn sốt trong thế giới mỹ phẩm về độ hot từ thiết kế tới bảng màu của son chót u.